Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Khai Quang Vật Phẩm Phong Thủy. Hôm nay thì sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn cái vận hạn của tuổi Giáp Ngọ trong năm 2021 này nhé. Quý vị thân mến, thì người tuổi Giáp Ngọ là người luôn lạc quan, yêu đời dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào. Họ thích dành thời gian của mình để hưởng thụ cuộc sống hơn là lao động. Chính vì vậy mà tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 thích có những chuyến du lịch xa cùng với bạn bè, người thân hay là gia đình của mình. Họ cũng là người khá thẳng thắn trong việc bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình. Nếu như không thích một ai đó, họ sẽ trực tiếp từ chối chứ không mập mờ khiến cho mọi người hiểu lầm. Hoặc nếu có đem lòng thương nhớ một người khác giới thì tuổi Ngọ cũng sẽ bày tỏ một cách thật lòng nhất dù tình cảm ấy có được chấp nhận hay không. Có thể nói thì tuổi Giáp Ngọ là một con giáp đen đủi nhất trong số 12 con giáp. Vừa năm 2020 Canh Tý, tuổi Giáp Ngọ phạm phải xung thái tuế. Sang năm 2021 Tân Sửu lại phạm phải hại thái tuế, khiến cho mọi thứ đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn nữa. Vận trình của tuổi Giáp Ngọ trong năm 2021 có thể nói là rất tồi tệ. Vậy thì trong năm 2021 này, tuổi Giáp Ngọ sẽ gặp những biến cố gì? Có được quý nhân hỗ trợ hay không? Hay là trên con đường công danh sự nghiệp thì có gặp phải khó khăn trắc trở nào hay không? Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video nhé. Tuổi Ngọ thường là những người năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận nhiều công việc mà không hề mệt mỏi. Tuổi Ngọ thì không giỏi kiềm chế, che giấu cảm xúc của mình. Bên ngoài thì họ thể hiện như thế nào thì tâm trạng của họ cũng sẽ là như thế đó. Đó là biểu hiện của sự thật thà, thẳng thắn. Nhưng trong một số trường hợp thì tuổi Ngọ lại khiến cho người khác tổn thương bởi cái sự thẳng thắn của mình. Bước sang năm 2021 này thì tuổi Ngọ có vận trình khá tệ do phạm phải hại thái tuế. Sát khí vây hãm, sức khỏe phát sinh nhiều vấn đề, dễ bệnh tật, thậm chí là có thể phải ra vào viện nằm liệt giường. Bản mệnh tuổi Giáp Ngọ năm nay thì nên thay đổi tâm tính, sống hướng nội và không thích trò chuyện với mọi người. Tình cảm gia đình thì xa cách, không mới gần gũi với người thân. Chính vì vậy bạn phải học cách giải tỏa áp lực cuộc sống, dành thời gian gặp gỡ với bạn bè tri kỷ. Đừng tự nhốt bản thân mình vào trong cô đơn, có tâm sự hay chuyện buồn thì nên giải bày với người khác. Về mặt tài chính thì bạn không nên lo chuyện bao đồng, đừng có đầu tư kinh doanh cổ phiếu, cẩn thận không là sẽ bị lừa gạt tiền bạc. Đừng nhẹ dạ cả tin mua những loại thực phẩm chức năng vô thưởng phô phạt mà tiền mất thì lại tật mang. Về sức khỏe thì năm nay sẽ nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, thổ kim tương sinh cho nên mệnh chủ được sinh phù khiến cho kim khí quá vượng. Vì thế mà dẫn tới mệnh chủ sẽ dễ mắc nhiều về bệnh liên quan tới gân cốt và gan nhé. Tiến tới năm 2021 thì vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 sẽ có những bước chuyển biến tích cực, thoát khỏi vòng vây của thái tuế năm 2020 Canh Tý. Bản mệnh sẽ dần lấy lại được phong độ của mình. Thái tuế lưu niên cùng mệnh chủ Giáp Ngọ sinh năm 1954 có mối quan hệ tương sinh. Sức lực tăng mạnh, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Tuy nhiên thì trong cát có hung, năm nay có đại hao chiếu mệnh nên mệnh chủ sẽ cần chú ý hơn nhiều trong các hợp đồng giấy tờ và trong lĩnh vực kinh doanh để tránh mất tiền mất của bạn nhé. Đây là một năm mà có vận tài chính là ổn định, làm càng nhiều thì được càng nhiều. Nếu mệnh chủ mà chịu khó bỏ công sức ra thì chắc chắn sẽ có những thành quả mà đáng mong đợi. Tài vận cũng khá nhưng mà hãy cẩn thận kẻo bị người khác lừa dối. Một chút bất cẩn cũng sẽ dẫn đến phá sản. Kẻ xấu sẽ dẫm đạp và sẽ bị đầu tư thua lỗ. Để tận dụng cái vận may vận đổi vận này, cải vận thì thầy Gia Cát có khuyên bản mệnh nên sử dụng một cái vật phẩm phong thủy có tên gọi là bát bảo tâm kinh. Đây là vật phẩm bát bảo tâm kinh có tác dụng chiêu tài lộc, chiêu công danh, chiêu quý nhân, kỵ tà hóa sát và hóa giải mọi thị phi, giúp các bạn thăng tiến trong công danh sự nghiệp của mình. Bát bảo tâm kinh thì được chế tác từ bạc S999. Đây là chất liệu mà được dùng nhiều trong phong thủy dùng để kỵ tà. Mặt trước của bát bảo gồm 8 bảo vật của nhà Phật. Phía vòng trong nó như tâm sen đó, thì nó sẽ có cái bộ chú Om Mani Padme Hum. Bạn nhìn thấy chưa ạ? Mặt sau của bát bảo sẽ in toàn bộ chú Bát Nhã Tâm Kinh. Đường nét rõ nét sắc sảo và sẽ rất là đẹp. Kết hợp cùng với đó sẽ là một cái dây dù màu nâu. Bạn nhìn thấy không ạ? Trên cùng nó là một cái chốt chặn, giống như là một cái bông hoa sen đang nở rộ, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, uy quyền.
Bát Bảo Tông Kinh thì sẽ được thầy Gia Cát khai quang trì chú và sẽ xem ngày giờ cát lành cho gia chủ khi sử dụng, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm nhé. Khi bạn muốn thỉnh vật phẩm Bát Bảo Tông Kinh này thì có thể liên hệ trực tiếp với lại số hotline 0989349119 hoặc số 0392936336 để có thể trực tiếp mua vật phẩm này. Chúc quý vị và các bạn tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 nói chung và những bạn nào mà muốn chiêu tài lộc, chiêu quý nhân thì hãy sử dụng ngay một cái vật phẩm Bát Bảo Tâm Kinh để có thể luôn mang đến may mắn bình an cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào.